Chiều 15 tháng 11, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã kịp thời có mặt và khống chế đám cháy tại một căn hộ ở tòa nhà 12 tầng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ cùng ngày tại phòng 50, tòa nhà C, khu chung cư 12T5, đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Thời điểm hỏa hoạn, căn hộ chung cư không có người bên trong, các lực lượng chức năng và người dân đã nhanh chóng tiếp cận, phá khóa để dập lửa. Đến khoảng 14 giờ 40 phút, vụ cháy cơ bản được khống chế và không có thiệt hại về người.